Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em đang ở chung cư Gateway tại khu đô thị Chí Linh ở thành phố Vũng Tàu. Hôm nay thì em có một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Căn hộ này thì là của chú khách hàng của em, chú đã mua trước đó. Nhưng bây giờ là do là không có nhu cầu sử dụng mà chú lại muốn chuyển sang bên dự án khác. Cho nên mà chú muốn là nhường lại cái căn hộ này. Thì hôm nay em có lên quay để giới thiệu với mọi người về cái căn hộ của chú. Căn hộ này thì đã được chú trang bị nội thất, là nói chung là đầy đủ nội thất luôn á. Nội thất đóng rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Em mời mọi người cùng xem thử nhé. Căn hộ này có diện tích là 75m². Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là chủ nhà cũng đã có vào nội thất. Khi vừa mới bước vào cửa thì là ở bên khu vực tay trái là sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Ở đây là khu vực phòng khách và hai phòng ngủ sẽ nằm ở bên trong. Ở đây thì cái cửa, cái khóa của chủ đầu tư là cũng được thay rồi. Đây chủ nhà đã thay mới cái này là khóa của DD. Có mã số này, vân tay này, cạc này. Chủ nhà là thay mới cái nội cái bộ này luôn rồi. Ở đây là cái nhà vệ sinh ở phía ngoài. Thì chúng ta có đó là thiết bị vệ sinh này, kính ngăn phòng tắm này. Ở đây là lắp máy nước nóng. Và máy nước nóng này là máy gián tiếp chứ không phải máy trực tiếp, nên nó đun ở trong bình. Ở một số cái chỗ khác á, thì là họ dùng máy trực tiếp, có nghĩa là đun sôi đến đâu thì nóng nấu đến thì là sẽ tắm đến đấy. Nhưng mà cái này là nó là có nước trữ ở trong này. Cái này là loại gián tiếp này. Ở đây thì ta có một cái gương, gương rất là lớn ở đây. Ở đây chậu rửa. Ở đây là khu vực của táp lô điện. Đây, cầu giao tổng là ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới là khu vực bếp. Thì cái khu vực bếp này chủ nhà cũng đã deco thiết kế lại hết rồi. Cái tông chủ đạo là tông đá. Ở đây cửa cũng là dạng vân đá này. Đây, cửa tủ đây, dạng vân đá. Đây là cái chỗ đồ để rửa chén này, có bít tông luôn này. Kính dán tường, mặt đá hoa cương, chậu rửa, bếp điện, máy hút mùi. Máy này dùng đường ống thoát chứ không phải là dùng than hoạt tính như các những cái khác nha mọi người. Dùng cái này thì nó mình không phải thay cái vỉ than mà nó hút hơi nó đưa ra ngoài luôn. Ở đây là mình có lò nướng nè, và tủ bếp đầy đủ ở đây, tủ lạnh. Ở đây mình có một cái bàn quầy bar với hai ghế. Bên tường có thiết kế thêm gương nè. Cái kiểu nhà mà khi mà mình vừa mới bước vô nhà mà có làm thêm gương như thế này á, nhìn nó kiểu như nó rộng lắm. Khi mà mình bước vô cảm giác nó nhìn như kiểu là nó rộng lên gấp đôi luôn á. Đây, gương ở nó đây, gương rất là lớn. Chỗ này cái bức gương này là tính ra là 4 cánh cửa 90 phân cho phải tầm 3m6. Chỗ gương này. Ở đây là cái bàn quầy bar, hai ghế. Này ghế quầy bar xoay được luôn. Ở đây chúng ta có một tivi. Tivi này là Smart TV của Sony. Đã, tivi Sony mà Smart TV. Cái này là 55 inch, 65 inch này. Tivi Sony, cái này là tivi Sony 65 inch. Tab TV. Ở đây có sofa. Bộ sofa này cũng chất lượng đấy ạ. Một máy lạnh ở ngoài phòng khách. Ở đây là ban công của nó này. Này cửa ban công. Này cửa ban công, cửa xếp 3 lớp. Khá là trơn. Trơn tuột. Rất là tốt. Rất là tốt đấy ạ. Cái loại cửa khung thép này á, là em cũng thấy ở nhiều dự án rồi, thì nó cách âm rất là tốt. Ở đây ban công này là khá là lớn đấy, gạch này là gạch 50. Ở đây ban công ở đây tầm được 1m rưỡi. Ở ngoài thì chủ nhà có để là cái bàn để mình ngồi uống cà phê này. Căn này thì hướng về thành phố. Ở bên kia là mình nhìn thấy là ở đây là cái dãy nhà phô, cái tòa nhà Phoenix này, cũng là của bên chủ đầu tư DIC luôn. Đây, đích Phoenix đây.
Ở đây là khu biệt thự của họ đây. Bên kia là chỗ Big Spot, là chỗ mà sân mini golf với lại là khu thể thao của họ DIC của Big Spot. Bên kia là cái hồ của Hồ Chí Linh đây. Đây là cái hướng của ban công chính. À, bây giờ thì mình sẽ vào trong phòng ngủ. Thì ở đây hai phòng ngủ là sẽ được thiết kế như thế này đây. Ở đây là hai bên phòng ngủ này. Ở cái bên trái này là phòng master. Ở đây. Phòng master thì mình sẽ có nhà vệ sinh ở phía trong này. Ở đây mình có thể nhìn tổng thể này. Đây có tủ quần áo, giường. Thêm một cái cầu tuột ở đây đây. Cái này là kiểu như là dạng ghế nằm nghỉ, không phải cầu tuột. Ở đây là cái ban công phụ để mà giặt đồ nè. Đây. Chúng ta sẽ phơi đồ ở đây. Nên là khi mà đi vào thì mình sẽ mang đồ vào đây để mình giặt và mình phơi ở chỗ cái ban công phụ này. Còn cái ban công chính ngoài kia thì thiết kế dạng để là bàn để ngồi uống cà phê rồi. Còn ở đây là cái nhà vệ sinh của phòng master. Ồ, nhà vệ sinh này rất là rộng nha. Rộng thoải mái luôn á. Chúng ta cũng có đầy đủ là đây, máy nước nóng gián tiếp này. Thiết bị vệ sinh này. Này, lavabo. Cái này là cái tủ dạng gương, mà gương dạng tủ. Đây là mình có thể để đồ trang điểm hay là đồ rửa mặt ở trong này. Okay. Rất là ok. Đây là cái tủ quần áo. Nói chung là cái tông này chủ nhà là sử dụng là lấy cái tông đá, lấy màu kiểu như màu tông của màu giả đá làm chủ yếu, nhìn cho nó sang. Đây thì là cái phòng ngủ thứ hai đây. Cái cửa sổ mọi người có thể nhìn thấy rất là to, full luôn, cửa sổ full size luôn. Đây mình cũng có giường, tủ quần áo cũng như vậy. Đây là có một cái bàn nổi hơi nước ở đây. Rồi, buổi tối mà lên đèn thì em nghĩ thì cái view này sẽ rất là đẹp đấy ạ. Kiểu như mình ngồi trong phòng mà mình cũng nhìn được ra phía ngoài này. Đây là cái cửa sổ của nó đây, rất là lớn, rất là thoáng. Bàn trang điểm, cái gương này gương thông minh. Nói chung là trần thạch cao rồi lát gạch bóng gương, gạch này thì kiểu dạng gạch bán sứ, gạch nền là gạch bán sứ. Đây gạch trần. Ba tỷ mốt thương lượng giá bán là 3.1 nha mọi người. Thì là nếu như mọi người mà quên, yeah. Nếu mọi người mà có quan tâm tới căn này mà muốn thương lượng về giá cả thì em có thể là đưa gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng. Dạ. Yeah. Có sổ có sổ hồng rồi đúng không anh? Gì anh? Dạ. Yeah, có gì anh gửi giúp em cái sổ hồng nhé. Căn hộ là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn. Đây. Bước sang là đây. Khu giếng trời đây. Đây là cái thang panorama. Giếng trời nằm ở chính giữa tòa nhà, rất là thông thoáng. Hành lang rất là rộng, thoáng và đầy đủ ánh sáng. Tòa nhà đầu tiên mà lại có giếng trời nằm ở chính giữa của tòa nhà như thế này đấy ạ. Đây, ngay thang máy là ở đây. Rất là gần. Em xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu như mọi người quan tâm tới căn hộ này hoặc quan tâm tới bất động sản ở Vũng Tàu như căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự, villa thì mọi người vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368
333. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều bất động sản khác nữa nhé. Em xin ơn mọi người rất là nhiều ạ.